IG vốn bị chê lề mề nhưng Blackpink comeback lại làm việc năng suất nhanh như chớp, làm ai nấy có chút không quen, công ty lột xác thật rồi. IG Entertainment là một trong những công ty giải trí lớn nhất xứ Hàn, nhưng điều đó không có nghĩa là công ty này không có khuyết điểm. Họ thường xuyên gây bất mãn vì hoãn comeback của nghệ sĩ, đến nỗi mang tiếng là dùng lịch sao hỏa, chậm trễ đưa trong việc đưa ra thông báo hoặc phản hồi kiến nghị của fan. Đã nhiều lần người hâm mộ phải thuê hẳn xe tải diễu quanh IG để mong công ty chăm chút hơn cho gà nhà. Thế nhưng mọi chuyện thay đổi 180 độ trong lần comeback mới của Blackpink. Vốn bị phản nàn là lề mề, chậm chạp, IG lần này đã làm việc nhanh như chớp, đã thế còn cực kỳ năng suất khiến ai nấy ngạc nhiên vì sự lột xác bất ngờ. Sự thay đổi của IG bắt đầu từ lúc loạt teaser How You Like That của Blackpink được phát hành. Nếu như trong đợt comeback QG's Love, Blackpink chỉ có đúng một bộ ảnh solo chụp trước phông đỏ sơ sài thì lần này, công ty chơi lớn, tung tới 4 bộ poster cho từng thành viên. Blackpink có tới 4 bộ poster cá nhân để quảng bá cho How You Like That. Trong mỗi bộ poster, các cô gái lại được đổi trang phục, làm tóc và make up cầu kỳ khiến fan lóa mắt. Đã vậy IG còn chiêu đãi, fan bằng loạt concept video teaser được quay bằng camera glam OT trị giá 6 tỷ của từng thành viên và cả nhóm. Tổng hợp video teaser của Blackpink cho single How You Like That. Concept teaser video của single How You Like That Blackpink. Chẳng những chăm chút cho loạt teaser của Blackpink mà IG có năng suất bất ngờ. Liên tố tí từ ngày thả xích, bộ ảnh đầu tiên vào ngày 15 tháng 6 cho tới lúc phát hành MV 26/6. Không ngày nào công ty này ngừng bắt fan Việt dậy sớm để đón nhận loạt thính của Blackpink. Đến cuối tuần mà IG vẫn chăm chỉ bán phúc lợi cho fan bằng ảnh lẫn video teaser, khiến ai nấy dường như không tin vào mắt mình trước tác phong làm việc không ai lường trước này. Dù IG từng khiến fan la ó khi sơ suất quên không đăng ảnh teaser Jisoo lên tài khoản Instagram chính thức, nhưng công ty đã giải quyết lanh lẹ bằng cách xóa hết ảnh cũ đi để xây feed mới. Loạt ảnh cũ không có mặt Jisoo trên Instagram của IG. Sau khi bị fan phản ánh, công ty đã xóa ảnh cũ đi để tạo feed mới có đủ các thành viên. Pha xử lý của IG có phần cồng kềnh vì nếu họ cẩn thận hơn, từ đầu thì sai sót đã không xảy ra. Tuy nhiên đây lại là một trong những lần hiếm hoi công ty này tiếp thu ý kiến của fan, chứ không phớt lờ, coi như không hay biết như những lần comeback trước. Trong đợt quảng bá QG's Love, teaser video của Lisa ở Weibo bị ẩn trong khi các thành viên khác còn nguyên. Lisa cũng không được đặt hashtag trước tên, tuy nhiên IG lại chẳng hề xóa bài đăng lại để bổ sung cho cô. Mới đây, khi How You Like That lập kỷ lục là MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất thế giới vào đêm ngày 28 tháng 6, IG lại một lần nữa chứng tỏ sự năng suất khi tung poster chúc mừng ngay sau khi thành tích lập được có vài phút. Điều này khiến nhiều người đùa rằng phải chăng staff công ty cũng thấp thỏm ngồi canh, view chẳng kém gì fan. Dù MV của Blackpink đạt kỷ lục giữa đêm khuya nhưng nhân viên đã canh, đăng poster chúc mừng ngay khi thành tích vừa được lập chưa được bao lâu. Tuy đôi khi IG vẫn để sơ suất xảy ra khiến fan không hài lòng, thế nhưng không thể phủ nhận rằng với sự điều hành của CEO mới, dường như công ty đã thay đổi rất nhiều, thể hiện khi Blackpink tung single How You Like That. Từ việc năng suất tung teaser, sự đầu tư vào màn quảng bá trước thềm tái xuất, hay cách cố gắng xử lý sự cố thật nhanh, có thể thấy IG đang nỗ lực rất nhiều trong việc đem tới cho người hâm mộ một mùa comeback trọn vẹn. Hy vọng rằng IG sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, để đây không phải là màn lột xác một sớm một chiều, rồi sau đó tất cả lại đâu vào đấy. MV How You Like That Blackpink. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.